Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo là làm một cái hiệu ứng zoom khi mà chúng ta hover trên hình mây. Thì đây là một cái ví dụ mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cho cái ví dụ này. Thì ở đây khi hover lên thì hình nó sẽ zoom lên và nó sẽ sâu lên một cái layer và có một cái button icon search và button view detail như vậy. Thì chúng ta click vào cái icon này thì nó sẽ mở ra một cái trang view detail. Thì những trường hợp zoom thì nó gặp rất là phổ biến, ví dụ như ở cái trang products, danh sách sản phẩm như vậy, thì nó sẽ khi mà hover lên một sản phẩm thì nó sẽ zoom hình đây và nó hiển thị lên cái này ở view detail ở bên dưới. Còn hoặc là ở cái trang detail thì khi tôi zoom hover lên cái hình thì nó sẽ hiện lên một cái hình ở bên cạnh. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo như thế này. Thì tôi đã tạo ra một cái đề giác là project là demo zoom effect image on image như vậy. Thì có hai cái folder là CSS và image và cái file là index.html. Thì trong folder CSS thì có file bootstrap.min.css như vậy. Thì cái file này nó có version là 3.4.1. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi mở cái project này lên bằng Visual Studio Code. Tôi sẽ vô file này, tôi sẽ chọn tới open folder, tôi chọn cái folder vừa nãy ở ngoài desktop. Rồi tôi sẽ mở cái file index.html này, rồi tôi sẽ gõ thăng và tôi nhấn tab để nó generate các thẻ, khởi tạo ra các thẻ HTML mặc định cho ta. Rồi trong folder CSS thì tôi tạo ra một cái file nữa là file style.css. Rồi cái mục title thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là tôi sẽ cho nội dung là demo zoom effect. Demo zoom effect when hover on image with bootstrap. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi link cái hai file bootstrap và file style.css rồi. Đây tôi sẽ link hai cái file như thế này. Rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết code ở cái phần body. Thì đầu tiên thì tôi có cái thẻ là H1. Và tôi sẽ đi copy cái dòng content ở trên cái thẻ title xuống cho cái thẻ H1 này. Rồi tôi sẽ cho nó cái class là bằng text center. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi sẽ mở cái file index này lên trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã hiển thị lên được một cái dòng H1 như trên. Rồi tiếp theo tôi có thể section. Section này tôi sẽ cho nó cái class là bằng section product. Rồi tiếp theo thì bên trong cái section này thì tôi có thể div. Cái div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng container food. Rồi tiếp theo thì bên trong thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp theo thì tôi có thể ul. Rồi bên trong ul thì tôi có thể ni, và bên trong ni tôi lại có thể div nữa. Cái div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng column small 6 column medium 4. rồi column lab free và lab là product item. Rồi bên trong thẻ div này tôi lại có cái thẻ div nữa. Div này tôi sẽ copy class ra bằng thumbnail. Rồi bên trong thẻ div này tôi lại có cái thẻ A. Rồi thẻ A tôi sẽ cho nó cái href bằng thăng. Rồi tiếp theo thì bên trong thẻ A này tôi có thẻ img. Thẻ img tôi sẽ có cái thuộc tính là sort, là bằng cái đường dẫn tới cái file hình ở trong cái folder img, rồi cái file hình của tôi. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ div. Rồi tôi lại có tiếp một cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng UDTL layer. Rồi cái thẻ div bên dưới thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng caption và class là tag center. Rồi bên trong đây khối div này thì tôi sẽ có một cái khối div nữa. Bên trong nó tôi sẽ có cái class là bằng roleplay cái trong. Rồi bên dưới thì tôi lại có cái thẻ div nữa là và tôi cho nó cái class là bằng roleplay. Bên trên cái div có cái class bằng domain thì tôi sẽ cho cái tên của cái sản phẩm, ví dụ như là first tip chẳng hạn. Rồi cái khối product bên dưới thì tôi sẽ có hai cái thẻ span. Thẻ span thứ nhất thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng product. Tôi cho cái giá hoặc sản phẩm. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi có cái class là bằng price discount. Tức là cái phần mà chúng ta sẽ giảm giá, phần mà chúng ta sẽ khuyến mãi. Rồi tôi đi cho size. Rồi bây giờ tôi nên chỉnh chỉnh. Tôi đi phép. Đó thì bây giờ nó đã show lên được một cái sản phẩm như vậy. Rồi ở cái khối H1 và cái khối H1 thì tôi thêm cho nó cái thẻ BR để cho nó cách ra cho nó đẹp. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style cho nó ở bên cái file style.css. Thì đầu tiên thì tôi sẽ viết style mặc định. Tôi sẽ set một số cái thuộc tính mặc định như là margin là bằng 0 này. Rồi padding là bằng 0 này. Rồi border là none này. Rồi thì tôi sẽ set một số cái thuộc tính mặc định như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style cho các class, như là đầu tiên là section product này. Rồi tiếp theo là cái class là container food này. Rồi tiếp theo là cái class là product item này. Thì bên ngoài cái product item thì nó có cái thẻ ni. Tôi sẽ có cái thẻ ni. Rồi đến cái class là product item. rồi đến cái class là thumbnail. Tôi sẽ viết CSS cho cái khối thumbnail này trước. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái là position relative. Tiếp theo thì tôi có cái tính là overload là hidden. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái background. Rồi tiếp theo thì tôi lại viết style cho cái bên trong cái thumbnail thì nó có cái thẻ A, thì tôi sẽ viết chỉ style cho cái thẻ A này. Tôi sẽ cho nó cái display là bằng lock. Rồi tiếp theo thì bên trong cái khối thumbnail thì tôi lại có cái thẻ image, thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ image này. Tôi sẽ thẻ A và đến thẻ image. Thì tôi sẽ cho nó cái width là bằng 160 pixel. Rồi cái height là bằng 230 pixel. Đó, thì bây giờ cái hình nó đã thu nhỏ lại rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ viết code để style để cho nó hiệu ứng, nó zoom hình lên. Tôi sẽ copy cái này. Khi zoom thì người ta sẽ hover vô cái thẻ NI, thì tôi sẽ đi 2 chấm hover vô cái thẻ NI này. Đầu tiên thì tôi có cái thuộc tính là transform có nghĩa là chuyển đổi, và CSS thì nó hỗ trợ cái phương thức là scale là khi mà chúng ta muốn gia tăng cái hình của chúng ta bự lên hoặc giảm xuống thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức scale này để làm. Ví dụ như tôi muốn scale này là 1.2 như vậy, rồi tôi vô size, rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, bây giờ nó đã, khi mà hover rồi thì hình nó đã zoom bự lên cho ta. Ở chỗ này nếu mà các bạn muốn zoom bự lên thì các bạn phải thay đổi lại, ví dụ như là thay đổi này là bằng 2 như vậy. Rồi bây giờ các bạn đi phép lại trình duyệt và zoom lại thì nó ra một hình rất là bự như vậy. Đó, thì khi làm thì các bạn nên zoom chỗ này thì các bạn nên để một con số vừa phải thôi, tùy vào cái con mắt thẩm mỹ của các bạn và tùy vào cái mong muốn của người dùng, thì các bạn dựa vào cái quan điểm của người dùng để mà các bạn thêm set ở chỗ này cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo thì ở trên một số chương trình khác thì nó cần thêm một số cái tiền tố ở phía trước cái thẻ transform, thì tôi sẽ copy và tôi sẽ đi thêm. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái tiền tố là WebKit. Đó, tôi sẽ cho cái WebKit ở trước cái tiền tố transform. Rồi tiếp theo là tiền tố mod. Rồi tiếp theo là tiền tố all. Đó, thì các trình duyệt khác như là Firefox hoặc là Safari hoặc là Opera thì nó cần phải sử dụng mấy cái thuộc tính này thì nó mới hiểu. Rồi tiếp theo khi mà hover lên cái image thì tôi muốn cho nó zoom hình về cái phía góc bên phải và bên trên, thì tôi sẽ làm sau. Thì tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là transform origin, tức là cái hướng mà chúng ta muốn zoom cái hình. Ví dụ như tôi muốn zoom về bên phải và zoom lên bên trên. Đó, thì tôi sẽ set từ top right. Ví dụ như bây giờ thì nó đã zoom về bên phải và bên trên như vậy. Rồi tương tự thì tôi cũng copy cái này xuống và tôi sẽ thêm một số cái tiền tố ở bên trước cái thuộc tính transform origin này. Ví dụ như là WebKit này, rồi mod này, O này ở bên trước cái thuộc tính này để cho các dịch chuyển khác nó có thể hiểu được. Rồi tiếp theo khi mà hover vô thì nó bị ban đầu thì nó đang bị giật giật như vậy, thì tôi muốn thêm cho nó cái ứng transition để cho nó hover lên một cách từ từ. Thì tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là transition cho là on, và trong vài 0.5 giây thì khi mà hover vô thì nó sẽ di chuyển một cách từ từ. Tôi define lại trình duyệt đó, thì bây giờ nó đã di chuyển một cách từ từ. Và khi tôi rê chuột đô thì nó lại trở về trạng thái ban đầu. Thì tôi cũng muốn cho nó khi mà khi bỏ chuột ra thì nó cũng di chuyển một cái từ từ, thì tôi cũng copy lên và tôi bỏ lên ở bên trên. Rồi tôi define để trình duyệt đó. Bây giờ tôi hover vô, tôi bỏ chuột ra thì nó đã có cái hiệu ứng transition, nó di chuyển từ từ, trông nó rất là mượt. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái demo về cái ứng dụng. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sâu lên cái layer video ở bên dưới này. Ở bên dưới này tôi sẽ sâu lên cái icon video, cái button video ở bên dưới này. Đó, như ở bên này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái video tiếp theo.